chú Di Sư là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có cha Nam Minh và sư thầy những các con vừa chữa bệnh là chú Di Sư. Đây là hồng ân mà sư đã ban tặng cho chúng con, cho cha Nam Minh, cho sư thầy. Chúng con cầu xin chú chữa lành cho các bệnh nhân, cầu xin chú chúc lành cho cha Nam Minh và sư thầy. Xin tất cả anh em cộng đồng mạng cầu nguyện cho cha, cho sư thầy, để cho các bệnh nhân, như cho cha và các ban điều trị, để mọi người chúng con mạnh khỏe, phục vụ cho các bệnh nhân. Cú xin chú sáng soi cho chúng con được biết thể tạo là cùng kỳ đàn xin chú đức đạo cho mọi kinh mọi việc chúng con được cơ sở cho đến hoàn toàn xin cha ba phước lành. Chúa ở cùng anh chị em. Dạ ở cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Nào ta chung tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời kính chào cha. Con chào cha. Chào thầy. Chào mọi người nhé. Bác sĩ. Chào bác sĩ. Mà thôi thì đây mình chữa bệnh lớn mà
chứ đây mà nhỏ về là nó không hợp. Hồi nãy chúng con cảm ơn cha rồi, bây giờ chúng con cũng cảm ơn sư thầy đã dẫn Phật tử đến đây để chữa lành cho Phật tử như vậy. Dĩ nhiên thì cảm ơn hoài cũng vậy cha. Bây giờ cái tâm lý của người đi chữa bệnh thì nó nhẹ hơn tâm lý của người đi nuôi bệnh. Người đi nuôi bệnh tức là người đang nuôi bệnh thì còn nhẹ hơn tâm lý của người ở nhà chờ. Cha công nhận không? Vậy thì cái người bệnh đó, là người ta biết người ta đi đúng nơi đúng chỗ rồi thì từng bước nó sẽ hết. Giống như một căn nhà hư thì căn nhà đó biết rằng chắc chắn sẽ nó sẽ được sửa sạch sẽ, nó sẽ được remodel lại. Remodel là sửa chữa lại. Giống như bây giờ những người bệnh này chắc chắn sẽ được remodel lại, tức là phục hồi lại từ 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 từ, là bệnh nhân người ta biết. Còn người nuôi người ta nhìn thấy mình remodel mỗi ngày người ta cũng yên tâm. Nhưng hai cha mẹ, hai phụ huynh ở nhà mới nói, đây là hai phụ huynh đây. Bây giờ mình nói với hai phụ huynh trước. Hai phụ huynh ở nhà bắt đầu tâm lý chờ. Tâm lý chờ ở chỗ là mình dẫn con đi đến chữa bệnh mà không hết bệnh, mình cũng ngại ngùng với con cái, thấy không nhận không? Rồi mình cũng tuy rằng là con cái cũng trách mình được nhưng mà mình cũng hết sức ngại ngùng. Cho nên để xóa tan đi cái ngại ngùng của cha, của thầy khi mà ở nhà trong chờ đó, thì chúng con nói nguyên tắc để trị bệnh. Thì cha và thầy ở nhà khỏi trong chờ. Vì biết chắc là ta biết là tới đó thầy thuốc thì ta chữa theo hình thức đó. Thì nếu mà không hết nữa thì rõ ràng là phần số của con là thượng đế an bài rồi. Còn bình thường là sẽ phải hết. Bình thường, cứ như bình thường thì sẽ phải hết. Vậy chúng con nói về cái thứ nhất là chúng con nói về cái chuyện thiên nhiên. Thứ hai là chúng con nói về chuyện đạo đức. Thứ ba là chúng con nói về chuyện khoa học. Thứ bốn chúng con nói về chuyện nguyên tắc và giấy. Để mình có bốn chuyện vậy thôi. Để lát nữa cha cũng dạy dỗ thêm, thầy cũng dạy dỗ thêm ha. Bây giờ chúng con nói chuyện thứ nhất là chuyện thiên nhiên. Hồi nãy cha và thầy cũng có suy gẫm là tại làm sao mà người ta chưa tìm ra được một cái loại thuốc để chữa trị ung thư. Nãy tôi nhớ người ta có nghe thấy là thầy đã đặt câu hỏi. Thì cái câu hỏi này mình phải lần dở về nguồn rồi chứ, mình phải trở về nguồn thì nó mới ra được cái câu trả lời. Trở về nguồn tức là trở về thiên liên. Bây giờ con nói trước về Phật giáo là cách đây là 2600 năm, tức là theo Phật Tây lịch. Vậy thì từ 2600 năm về trước nữa là đạo Khổng, đạo Lão, hoặc là thờ thần gió, thần sông, thần biển, thần mưa, hay là chân dân. Thầy có nhận cái này không? Vậy thì từ cái thời mà trước khi mà Đức Phật ra đời, tức là tất cả ta, Thái tử tất cả ta ra đời thì có các tôn giáo rồi. Có Hoàng Anh, có đạo Khổng, đạo Lão. Đạo Khổng, đạo Lão thường nghe câu là nhân chi sơ tính bản thiện đó. Đó là những câu đó là phụ câu của đạo Khổng đó. Còn như vậy thì vào cái thời đó thôi đi, thì con người ta hầu như là mỗi một người thờ theo cái truyền thống ông bà. Ví dụ như là năm nay người ta cúng sao giải hạn thì người ta thấy là trời nắng quá, bắt đầu người ta ra ngoài ruộng ngoài hè gì đó, người ta đặt một cái mâm cơm, mâm gì đó, trái cây gì đó, hoặc là con heo quay gì quay gì đó, người ta cầu xin cái trời mưa. Thế thì ngàn trước ngàn sau thì hiện hữu là trời mưa, cho nên từ đó là bắt đầu hàng năm người ta làm như vậy, hiệu quả. Bắt đầu người ta tiến hành, người ta thấy đó là thờ thần mưa hoặc là thờ thần gió. Cho đến khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật lại sau 7 năm Đức Phật lại ở trong gọi là tu kỹ đó, gọi là tu khó khăn. Thì Đức Phật đi với các đồng đạo là khoảng 6 người, 4 người, 5 người đó. Thì mỗi ngày ăn một hộp mèo để mà đánh đổi.
Thì sau 6 năm Đức Phật tu, chúng thấy Đức Phật khổng hành là khổng chứng, khổng chứng đại. Thì Đức Phật mới quyết định là bỏ cái con đường hành đạo đó, đi qua một con đường khác gọi là con đường trung đạo. Con đường trung đạo của Đức Phật thì trước khi Đức Phật đi thì Đức Phật xuống một cái con sông đó, Đức Phật tắm. Đức Phật tắm xong rồi Đức Phật mới đến một cái tắm xong rồi thì Đức Phật đến một cái bộ Bồ Đề. Và lúc này đây Đức Phật mới tìm cái cách để mà ngồi ở tại cái gốc Bồ Đề này. Nếu mà ngày nào mà Đức Phật chưa chứng đạt đắc thì Đức Phật quyết định sẽ ngồi đây cho tan xương nát thịt. Nhưng mà sau khi Đức Phật ngồi khoảng 40 ngày thì Đức Phật lại chứng đắc cái kinh gì? Có Phật tử chưa? Hả? Bác gì? Hả? Thì chắc thôi, thông cảm lần sau gì quý ấy nha, để thuộc nha. Thì khi Đức Phật chứng cái kinh đó rồi thì bên mình là kinh tám món Phật. Bên mình là kinh tám món Phật, bên Chúa. Thì sau khi Đức Phật chứng đắc rồi thì Đức Phật đi hoằng pháp. Trong quá trình Đức Phật đi hoằng pháp thì năm đồng đạo đó, năm đồng đạo mà lúc mà Đức Phật tách ra thì năm đồng đạo đó như thế. Thì khi Đức Phật hoằng pháp 48 năm, 49 năm ở trần gian này, thì trong quá trình Đức Phật đi hoằng pháp như vậy thì Đức Phật lại nhìn ra trong vũ trụ này có một cái luật nhân quả, tức là ai gieo nhân nào thì gặt quả đó. Ở đây là không phải là Đức Phật đặt ra, mà trong trời đất vũ trụ này Đức Phật nhìn ra có một cái luật nhân quả, chứ không phải là Đức Phật đặt ra. Bởi vì khi Đức Phật ra đời, Thái tử Tất Đạt Đa ra đời thì lúc đó thì vua cha là Tịnh Phạn, hoàng hậu là Ma Gia, thì rõ ràng là Đức Phật con của một nhà dòng tộc quý phái đó. Mà Đức Phật nhìn thấy trong trời đất vũ trụ này có một cái luật nhân quả, thế thì Đức Phật mới nhìn nhận ra cái luật này không phải là Đức Phật đặt ra, nhưng mà luật này là luật của Thượng Đế An Bằng, mà ngày hôm nay ta gọi là luật thiên định luôn. Đó, ông trời cũng định cái luật đó. Vậy thì cái luật đó là luật gì? Là không được sát sanh hại vật. Liền tiếp theo đó thì Đức Phật lại dạy các tỳ kheo là không được sát sanh hại mạng, tức là anh không được quyền sát sanh cho mọi vật. Và Đức Phật nhìn ra trong vũ trụ này dạng vật đều có Phật tánh. Ví dụ như con người đều có Phật tánh, con vật có Phật tánh, cây cỏ có Phật tánh. Đức Phật nhìn rõ như vậy ngài, và Đức Phật kêu gọi các tỳ kheo là không được sát sanh hại vật. Vậy thì khi Đức Phật kêu các tỳ kheo là không được sát sanh hại vật, nhưng mà cái giới hạn của Đức Phật là không sát sanh hại vật thì ăn cái gì? Chỗ này là Đức Phật không có nói. Nhưng mà khi đó thì Đức Phật cầm cái y bát để đi xin, tức là ai cho gì ăn ấy. Thì Đức Phật mọi người đưa ra một luật là không nghe, không thấy, không ngửi, không si, thì ai cho gì ăn cũng được, miễn là mình không nghe, không thấy, không ngửi, không si là mình ăn, mình chẳng có tội gì. Ăn để sống chứ mà ăn để hưởng thụ, đó là cái góc nhìn của Đức Phật là như vậy. Mình cũng chỉ nói là cái góc nhìn thôi, tại vì đạo Phật ngày hôm nay là 22.600 năm mà chỉ có hơn 1.200.000 người, chỉ là một góc nhìn của vũ trụ này, trong hành tinh này thôi, chứ không thể nào được nói là bá chủ của hành tinh này. Đây không thể cho anh không? Vậy là cái góc nhìn của Đức Phật là chỉ cần anh ai cho anh ăn cái gì cũng được, nhưng anh không nghe, không thấy, không lưỡi, không si là anh ăn. Nhưng mà thưa Đức Phật mới là người như thế, tại vì Đức Phật là người giác ngộ. Đức Phật là Như Lai, mà Như Lai là cái nghĩa là giác ngộ, thì Đức Phật mới là người ăn cái này mới là tốt, mới là không phạm tội. Còn nếu chúng sanh mà ăn mà không nghe, không thấy, không ngửi, không si là những cái như ví dụ như giờ cha ăn trái ớt mà cha không nghe nó, cha không thấy nó là trái ớt, cha không nghĩ nó là trái ớt, cha không suy nghĩ nó là trái ớt mà ăn đó nó cay, ăn vô nó cay thì mình hỏi ăn gì quay ra ăn trái ớt thì sao nó không suy được? Đó nè, mình là con người mà. Đó. Vậy thì sau 40 năm, 18 năm hoằng pháp ở hành tinh này, ở vũ trụ này, thì Đức Phật lại không chỉ cho các tỳ kheo, các chúng sanh của Đức Phật ăn cái gì, mà chỉ cho các chúng sanh đại tử là không được sát sanh hại vật.
là cái luật này Đức Phật thấy là Thiên Chúa đã an bài rồi, trong vũ trụ có rồi. Bây giờ anh không được làm điều này thôi, còn anh ăn gì thì Đức Phật không nói. Chỉ cần không nghe, không thấy, không ngửi, không suy lại. Vậy thì đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở dưới núi Lưu Trú, ở bên hai cái cây Sala, đây mình có hai cái Sala, thì Đức Phật nói với A Nan đó là bây giờ thì A Nan nói với thầy, bây giờ nếu mà thầy nhập Niết Bàn rồi thì chúng con ở dưới này rối nữa. Đức Phật nói thôi đừng lo, để tự các tùy theo các quý thầy sẽ có cách sắp. Thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì bắt đầu các tùy theo là chia ra hai phái, một bên là tiểu thừa Na Tông, một bên là đại thừa Bắc Tông. Vậy thì cái bên tiểu thừa Nam Tông là ăn mặn, còn bên đại thừa Bắc Tông là ăn chay, là thầy là bên Bắc Tông là thầy ăn chay, đúng không? Như vậy cái ăn chay này là ăn chay kỳ, chay ngày, một là chay trường. Còn cái ăn mặn này là ăn tự do, nhưng mà ăn có quy luật tận ngày, ăn một đúng ngọt, ăn mặn đúng giờ hay trưa gì đó là ăn lần thôi, còn mấy lần khác mình uống nước hay là ăn bánh ngọt thế thôi. Có nói vậy đúng không thầy? Đó. Như vậy khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì các đệ tử Đức Phật chia ra liền là giờ đây các đệ tử không nhìn lên cái lời của Đức Phật nữa. Cái lời Đức Phật là lời không được sát sanh hại vật, các đệ tử quên đi cái lời này. Nhưng mà nếu các đệ tử mà có nhớ cái lời này chăng nữa thì các đệ tử nói thầy bảo mình không sát sanh mà, thì mình không sát sanh nhưng mà mình được ăn. Vậy thì mình ra chợ mình mua con heo chết chứ không phải mua heo sống. Người ta mặc rầu, tức là mình ăn chứ mình không sát sanh. Rồi ngày hôm nay các Phật tử nói là trước khi mình ăn nó mình phải cầu siêu độ. Đó là cái đời sống của tất cả những người Phật giáo ngày hôm nay là như vậy. Và chính vì cái đời sống đó họ bỏ qua cái lời của Đức Phật dạy. Mà khi họ bỏ qua lời của Đức Phật dạy là chẳng qua là Đức Phật không dạy họ ăn cái gì, cho nên họ không biết ăn cái gì. Thôi thì giờ tôi ăn cái mà tôi không giết nó là được rồi. Nhưng mà ngược lại, thưa cha, thưa thầy, bây giờ nếu mà mình ăn cái mà mình không biết vẫn là không được, bởi vì nó không phải là thức ăn của mình. Nó khoa học chứng minh con động vật không phải là thức ăn của con người, cơ thể con người không dung nạp động vật, đó là khoa học chứng minh. Mà ngày hôm nay thì tất cả các Phật tử là đi theo con đường là Nam Tông Bắc Tông, bên chay bên mặn, và bên ăn chay thì chay kỳ, chay trường, chay ngày, còn bên ăn mặn thì không nghe, không thấy, không ngửi, không si, là ai mua con chó chết về mình cứ ăn bình thường. Như vậy những người này cũng không sai, họ không sai chỗ là bởi vì họ Đức Phật không dạy họ ăn gì, cho nên họ ăn theo kiểu này. Mà thực sự bây giờ anh ăn theo kiểu gì anh cũng chết, vì anh ăn sai cái này. Giống như đây là cái ớt, vì anh ăn kiểu gì cũng cái cay hết, cha công nhận không? Vì nó là cái ớt thì bây giờ cha ăn kiểu nào nó cũng cay hết. Vậy thì con động vật nó không phải là thức ăn của con người, thì bây giờ cha dù có ăn mà không biết đó là con động vật, cha ăn ra những cái bệnh như vậy vì nó mới là thức ăn. Vì trái ớt mà cay thì ăn kiểu gì nó cũng cay, mà con động vật nó không phải là thức ăn thì ăn kiểu gì nó cũng bệnh, vì nó là thức ăn không nano. Không nano chỗ nào? Không nano chỗ là giờ đây cái thức ăn của con động vật khi cha ăn vào rồi thì nó mình nhìn thấy là nó nano đó. Vì cơ thể mình, đây là cái hàm răng mình là cái máy xay nano, khi mình bỏ vô miệng mình nhai, mình nhai xuống tới bao tử là bao tử mình nó sẽ tìm cách nó làm con hóa thành nước để đưa vào. Nhưng mà khi đưa vào có thể một thời gian nó chết đi rồi, cái tuổi thọ của con động vật nó chết đi trong người mình rồi, thì nó trở thành tế bào chết, hoặc gọi là tế bào chết. Thì cái tế bào chết nó hiện giờ nó đang hoành hành trong cơ thể của mình. Vậy nếu mình không có cách mình đuổi nó ra thì đương nhiên chỗ nào yếu nhất nó động lại, nó thành làm ổ, nó sẽ làm ung thư ngay chỗ đó. Rồi hàng ngày cha lại tiếp tục cha nạp con vật vô nữa, rõ ràng đây là cái chết. Cho nên cái giới hạn của người đạo Phật là họ ăn nhưng mà họ không biết, vì Đức Phật không có nói không được ăn, Đức Phật chỉ nói là không được giết thôi, chứ Đức Phật không nói không được ăn. Ngay cái chỗ mà Đức Phật không có nói mày không được ăn,
cho nên cho người ta bị gặp nạn ngay chỗ này. Và cái nạn ngày hôm nay nó mới lòi ra bệnh này bệnh nọ bệnh kia mà khoa học không chữa trị được. Đó nè, là do con người không có nhớ, quên đi cái lời của Phật dạy, mà nhớ cái lời của Phạm Nhân dạy, là không nghe, không thấy, không ngửi, không si là cái này. Mà quên đi cái lời của Đức Phật, mà Đức Phật nói cái lời đó là của ông trời đã định liệu sẵn rồi. Nhưng mà Đức Phật lại không dạy cho các tỳ kheo là anh không được sát sanh thì anh phải ăn cái gì. Cái giới hạn của đạo Phật là ngay chỗ này. Cho nên ngày hôm nay các Phật tử hay là các sư trụ trì bệnh là ngay chỗ này. Dĩ nhiên con người phải có bệnh chứ. Bây giờ con nói chút đó là bệnh đạo Phật, bây giờ có cha thì con nói bệnh đạo Chúa. Con không cần cha và thầy xác định nó đúng hay sai. Nhưng mà con hồi nãy ngay từ đầu con có đề ba là con nói là cái người ở nhà mới mong làm sao cho hết bệnh. Cho nên ở đây con đang nói là nói cho cái người ở nhà, nói cho phụ huynh biết là chữa trị như vậy. Bây giờ nói cho phụ huynh bên sư thầy rồi, bây giờ nói cho bệnh gia. Bây giờ như cha biết là trong đạo Công giáo của mình là sách giáo lý tân định phải đưa rõ dữ. Hỏi ngoài sự sống tự nhiên chú ban cho hai ông bà sự sống gì nữa không? Sách giáo lý tân định trước năm 75. Thưa ngoài sự sống tự nhiên là tất cả các loại trái cây trong vườn các ngươi được ăn, trừ một loại ta cấm các ngươi không được ăn. Mà bên đạo Công giáo cũng nhận ra cái trái cấm đó là con động vật. Mà trong Kinh Thánh nói là cái cây biết lành biết dữ. Chú dựng nên ba cái cây trong vườn địa đàng. Một là cây trường sinh, hai là cây biết lành dữ, ba là cây có trái thơm ngon ngọt. Vậy thì cái cây trường sinh chính là Đức Chúa Trời, còn cái cây biết lành dữ chính là con động vật. Ví dụ như cha bây giờ ta cầm cái dao ta nắm hai giò gà lên là nó biết mình giết nó không? Còn mình bỏ cái ướt nó là nó biết mình không giết đó. Mà mình túm hai giò nó lại là thọng cổ xuống là nó ra rồi nó chết. Hoặc là mình cầm một cái thao với cái mát đi theo, với cái dao đi theo, mình lợi gần theo là nó biết mình giết không? Là nó chạy đi, phải không? Nó là cái cây biết làm và biết giữ. Còn nếu mà ta cầm một cái thao cháo lợi gần theo nó mừng không? Có phải nó biết làm biết giữ không? Rõ ràng là nó biết làm biết giữ. Mà trong vườn địa đàng chú dựng nên cái cây là con động vật, nó biết làm biết giữ. Mà chú bảo là các ngươi không được ăn, ngày nào các ngươi ăn nó các ngươi sẽ phải chết. Đến khi mà nước rút tàu Noe rồi thì Chúa mới bàn phán trong Noe là ngày nào các ngươi ăn nó các ngươi sẽ phải đền nợ máu. Vì Chúa hứa với Noe là không hủy diệt địa cầu. Vậy khi mà Chúa dựng nên ba cái cây này rồi, cây trường sinh, cây biết làm dữ và cây có trái thơm ngon ngọt các bạn. Và Chúa phán với Adam và là được ăn cái trái này nha. Vậy thì ngoài cái sự sống tự nhiên là ăn trái cây mang hạt giống, Chúa còn ban cho hai bà sự sống gì khác nữa không? Thưa, Chúa ban cho hai bà là trí khôn minh mẫn, ý chí hướng về điều lành, không phải đau khổ và không phải chết. Cha con dạy câu này ha, đó là sự sống siêu nhiên. Vậy thì nếu như con người mà ăn giống dạ già mà ăn trái cây mang hạt giống thì là sự sống tự nhiên là trong vườn địa đàng, và mang thêm một cái sự sống siêu nhiên nữa là không phải chết. Nhưng vì hai bà ăn cái cây huyết lành dữ cho nên bây giờ hai bà phải bị mang một cái sự sống là sự sống siêu nhiên bị Chúa lấy lại, rồi sự sống tự nhiên là hai bà phải bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và ăn cỏ xanh tại vườn địa đàng. Ta thấy trong Kinh Thánh nói rõ như ban ngày. Vậy thì rõ ràng là đối với đạo Thiên Chúa, ngay từ khi dựng nên vũ trụ là Chúa ban cho con người là thức ăn là cây cỏ mang hạt giống. Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho cả người. Đến khi mà Ê-dông bây giờ phạm tội rồi thì từ đó trở đi là có 12 vị tiên tri lớn và 16 vị tiên tri nhỏ. Chưa nói kể cả với Giê-xu. Giê-xu về là vị tiên tri cuối cùng, còn trong đạo Do Thái thì Môi-se là vị tiên tri cuối cùng, còn bên đạo Công giáo mình là Chúa Giê-xu là vị tiên tri sau cùng. Mahomet của bên đạo Hồi giáo là Môi-se là tiên tri cuối cùng, còn bên đạo Công giáo mình là Chúa Giê-xu là vị tiên tri sau cùng. Nhưng Chúa Giê-xu là một vị tiên tri sau cùng đến để làm chứng cho Đức Chúa Trời là ngươi không được ăn động vật. Vậy cái câu nào của Chúa Giê-xu nói rõ là không được ăn động vật?
Mà ngày hôm nay giáo hội mình dịnh vào Chúa Giêsu làm phép lạ 5 chiếc bánh, 2 con cá. Rồi giáo hội dựa vào là Chúa Giêsu là ăn cá trên bãi biển khi mà Chúa sống lại, đúng không? Rồi dựa vào 5 chiếc bánh và 2 con cá nói là Chúa cho ăn làm gì? Sai ngay rồi. Vậy cái chỗ nào là chỗ Chúa Giêsu nói các ngươi không được ăn động vật? Ngay cái chỗ là khi mà Chúa Giêsu chết lên trời xuống thế, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vậy thì con người, động vật, cây cỏ là loài thọ tạo, Chúa Giêsu nói cho ăn. Vậy thì ngay khi Chúa Giêsu còn sống, tại sao Chúa Giêsu cho ăn? Chúa Giêsu nói với môn đệ của Gioan: khi thầy đi rồi thì các tông đồ mới ăn chay, còn khi thầy còn ở dưới thế thì rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Vì rượu mới mà đổ vào bầu da cũ thì vừa rượu vừa bầu đều hư hết. Như vậy thì Chúa Giêsu là rượu mới, ông Phêrô là cái bầu cũ, cái bầu là con người của ông. Mà đổ cái tư tưởng của Chúa Giêsu vô trong người ông là mày phải ăn cái cỏ là ông chết, ông sáng nổi. Phêrô là hàng ngày là đi chài lưới đánh cá là ăn động vật. Mà giờ Chúa Giêsu bảo ông Phêrô mày phải ăn trái trường, mày phải ăn cái cỏ là Phêrô ăn không được. Cho nên Chúa Giêsu nói với các tông đồ của Gioan là rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Rượu mới là gì? Tư tưởng của ta là ăn chay, nhưng đổ vào cái bầu con người của ông Phêrô là ăn không được vì ổng là mục vụ. Cho đến khi chàng rể đi rồi thì các tông đồ mới ăn chay. Vậy đến khi Chúa Giêsu lên trời rồi thì các tông đồ mới ăn chay. Và khi Chúa Giêsu lên trời rồi, 40 ngày sau Chúa Giêsu xuống thế, Chúa Giêsu nói với các tông đồ là các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạc. Vậy ở đây Chúa Giêsu không cho ăn động vật. Cái cách mà Chúa Giêsu còn sống ở dưới thế này, Chúa Giêsu cho ăn động vật là bởi vì đó là lòng thương xót của Chúa Giêsu để cứu độ con người. Và Chúa Giêsu ăn động vật, Chúa Giêsu làm phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá, đó là Chúa Giêsu đang làm chứng cho Đức Chúa Cha, chứ không phải Chúa Giêsu ăn hay là cho ăn. Nhưng mà giáo hội mình bây giờ bị mờ đi chỗ này, bị mờ đi chỗ này mà quên đi cái câu của Chúa Giêsu nói là đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vậy thì giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha có một mà thôi, nhưng mà giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha có một cái hay là đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mà hạt giống và mọi thứ cây có trái mà hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Vậy Đức Chúa Trời không cho ăn động vật, nhưng mà bù lại là Đức Chúa Trời cho ăn cây cỏ mà hạt giống. Còn Đức Phật không được sát sanh hại vật, nhưng mà Đức Phật không chỉ ăn cái gì, cho nên đọc rối. Còn đạo Chúa rõ như ban ngày, nhưng vì con cái của Chúa bây giờ đang bị lầm than mê muội rồi, không hiểu được chỗ này. Và ngay từ cái chỗ mà con hiểu rõ như vậy, cho nên ngày hôm nay con mới trị được những căn bệnh mà thế giới không trị. Là bởi sao? Là bởi vì khi ông cha tưởng trở về với cái luật thiên định, tức là ngay từ đầu anh không được sát sanh, nhưng anh không được sát sanh thì anh phải ăn cái thức ăn mà ông trời đã chỉ định cho mình. Và chính Chúa Giêsu xuống thế là lần thứ hai là anh phải đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vậy thì ngay từ cái chỗ này ông cha tưởng trở về với nguồn, là trở về với thức ăn cây cỏ mà giống. Tự khắc cái thân xác này, con người này, bệnh tật này, Thiên Chúa có cách an bài. Ta thấy rồi này. Vậy thì hôm nay ta đưa các bệnh nhân về đây, thì tự tụi con đưa cái con người của các bệnh nhân trở về cái luật thiên định đó. Luật thiên định là anh không được ăn động vật mà anh phải ăn cây cỏ. Thì tự khắc là tất cả các bệnh nhân này cơ thể dần dần chuyển hóa. Tức là đối với Chúa là không có việc gì mà Chúa không làm được. Ta có nghe không? Nọ. Vậy thì nếu anh trở về với cái thức ăn mà Thiên Chúa đã an bài, thì không có việc gì mà Chúa không làm được. Chúa có thể là cho anh là tội của anh thẩm tựa vải điều, Chúa vẫn làm cho anh trắng như trước. Vậy thì bây giờ Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, xuống cái lòng của đáy sông, giữa muôn cuộc sống đại dương, tức là giữa bao nhiêu cái làn sóng của đại dương, bao dòng nước cuốn trôi,
bao triều phong ba con sáu lắm, chẳng qua là tấm thân tôi, tấm cái con người thôi. Vậy thì bây giờ tất cả những người bị ung thư này có phải là đang xuống lòng dược phẩm không? Phải không? Giữa muôn cuộc sống là không biết ai chữa cho mình, phải không? Đại dương này rộng lắm, năm châu bốn biển mà không ai chữa mình ta. Bao dòng nước cuốn trôi, bây giờ không biết ngày nay chết hay ngày mai chết, không biết. Nhưng mà khi trở về với anh cha tường, ông cho mình ăn ngay cỏ là bệnh này chẳng qua là tấm thân tội thôi, chứ chẳng. Cái câu đó rất là hay, cha con nhận không? Nhưng phải hiểu theo cái nghĩa đó, thì cái bệnh này chẳng qua là trở về với cái thức ăn thiên định là tấm thân tội. Còn nếu như tôi không trở về cái thức ăn này thì rõ ràng là Chúa xô tôi xuống lòng dịch thẩm nè, sợ chưa? Giữa muôn cuộc sống đại dương sợ không? Bao dòng nước cuốn trôi sợ không? Bao điều không ma còn sâu lắm, chết tôi luôn, chứ không phải tấm thân tôi. Thấy nè. Vậy thì nếu như bây giờ không gặp cha thì ung thư nè, thấy không? Thuốc đâu mà uống nè, tiền đâu mà trả nè, ai chữa cho hết nè, cha nào dẫn đi nè, chỗ nào có thuốc nè, có phải là chết tôi luôn không? Còn nếu mà trở về với con người hay cái cỏ rồi, có cha dẫn đến nè, có cha từng chữa trị, có ba nghiện chẳng lo lắng cho mình nè, trở về với thức ăn này, có phải là bệnh này giống như là tấm thân tôi không? Cha công nhận chỗ này không? Vậy để được tấm thân tôi ngay chỗ này thì chúng ta phải trở về với cây cỏ này giống. Đó là thức ăn mà Thượng Đế là Thiên Chúa đa bài. Mà Thiên Chúa có một cái hay tuyệt đối, đó là khi Thiên Chúa không cho ta ăn động vật là Thiên Chúa phải cho ta ăn cây cỏ liền. Chúa Giêsu đến trần gian, Chúa Giêsu bắt luôn cái chuyện ăn động vật là phải đi loan báo tin mừng cho họ. Cha có công nhận cái câu này không? Vậy lời Chúa Giêsu nói như thế, mình làm sao mình ăn động vật được thế? Còn bao nhiêu lần Chúa Giêsu ăn bánh con cá làm phép lạ quá, bánh đó là Chúa Giêsu làm chứng cho Chúa Cha. Giống như lần trước con nói cha là Chúa Giêsu làm phép lạ, ba cái phép lạ làm chứng cho Chúa Cha, phép lạ làm chứng cho chúng là của Chúa Giêsu làm bằng thần thông, phép lạ bằng thần. Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha thì tự nhiên là bắn quá ra thành cá quá ra cho 53.000 người ăn gì đó, đó là làm. Chúa Giêsu muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi là con của Đức Chúa Cha. Cho nên tôi xin điều gì thì Đức Chúa Cha phải cho tôi điều đó để làm chứng cho tất cả mọi người tôi là con Thiên Chúa hàng sao đang ngự trị ở thời gian này. Nhưng mà ngày hôm nay qua 21 thế kỷ rồi, con người bây giờ đang xóa đi chỗ này. Và ngay bây giờ ông cha từng hé cái màn này ra. Khi ông cha từng hé cái màn này ra thì bắt đầu tất cả mọi người ào vô đập. Nhưng mà may mắn thay là có Thiên Chúa người này, à mày cứ hé ra đi rồi tao cho mày trị ung thư, tự nhiên hết đập lên liền. Cha thấy rõ ràng không? Tự nhiên bắt đầu tất cả muốn giữ á. Và tiếp theo, chỗ nào gọi là Chúa không cho mình, Chúa sai các con đồ đi ra giảng tin mừng. Sau khi mà Chúa lên trời rồi, Chúa xuống thế, Chúa mới nói với các con đồ: này, thầy sai các con đi như chiên con đi vào giữa sói rừng. Vậy thì rõ ràng là giờ đây các con đồ ăn chay rồi, Chúa mới sai đi ra giảng tin mừng. Vì các con Chúa Giêsu biết rằng ở cái thế gian này là một bầy sói đang động vật không ạ. Mà các con ăn cây cỏ thì các con là chiên, chiên đâu có ăn thịt, phải không? Bây giờ nó có ba hình ảnh, có ba con nè. Ở trong Kinh Thánh nó có ba con. Một là con dê, hai là con chiên, ba là con sói. Ở trong Kinh Thánh. Vậy thì bây giờ mình xác định lại nè, ba cái con hiện tại mình thấy là con dê nó ăn cái gì? Có phải ăn rau cỏ không? Ăn chuối hay trái cây? Cho nên mình ăn không? Không, ăn rau cỏ, ăn trái cây được mà ăn thịt không ăn. Còn con chiên nó ăn gì? Nó ăn cỏ xanh, ăn trái cây nó không ăn được, ăn thịt nó không ăn được. Còn con sói ăn gì? Ăn thịt, ăn thịt. Nhưng mà cỏ cây nó ăn không được, đúng không? Vậy bây giờ ba cái hình ảnh đó mình ráp về mình coi. Bây giờ con sói là ăn thịt, con dê là ăn cỏ cây và trái cây, còn con chiên là ăn cỏ xanh. Vậy thì bây giờ có ba hình ảnh rõ như ban ngày. Cái người mà tạm gọi ăn cây cỏ mà hạt giống đó là con chiên đó. Còn cái người mà ăn trái kỳ, trái trường, trái ngài chính là con dê đó, không có biết. Còn cái người ăn động vật là con số. Vậy con ăn gì? Hiện tại con ăn gì?
ăn cơm chứ ăn thịt. Vậy con là con gì? Tự con hiểu con sẽ là con gì, đúng không? Ừ, con cha ăn cỏ, cái cỏ là cha con gì? Vậy Chúa nói thầy sai các con đi như con chiên đi vào giữa sói. Sói rừng, vậy cha đang ngồi với con là cha ngồi, cha là ăn chay là cha con chiên, còn cha ngồi với người ăn thịt là cha ngồi với con gì? Có phải cha nói chặt con cán cổ cha không? Đó, vậy thì chính vì cái cha nói mà giáo hội cho là sai rồi, cắt đi liền, cha thấy rõ này. Cái chỗ này chỗ đau nhất vô cùng, nhưng phải mổ xẻ gì đó biểu sư chứ. Phải vậy không? Nó đau vô cùng nhưng phải chấp nhận. Dù đau phải chấp nhận mình đau, bởi vì mình phải sửa mình là mình tốt. Vậy thì Chúa Giêsu biết trần gian này là một bầy sống, cho nên khi mà Chúa Giêsu mà đi vào quan địa ăn chay 40 đêm ngày thì cơn cám dỗ thứ ba đó, quỷ nó đưa Chúa lên ngọn núi đó, nói này, ngươi thờ lại ta đi, ta cho ngươi cả thế gian. Chúa Giêsu nói nguyên cái thế gian này là của ta, mà tại sao ta phải thờ ngươi? Ngươi phải thờ lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Vậy thì quỷ nó nói với Chúa Giêsu là nguyên cái thế gian này đi theo nó hết rồi, ăn động chặt hết rồi, cho nên bây giờ ông thờ tôi luôn đi, tôi cho ông thế gian này. Nhưng mà Chúa Giêsu không chấp nhận thờ, vì Chúa Giêsu nói thế gian này là của Chúa, cho nên Chúa phải chết để chuộc tội cho con người. Nghe chỗ này quan trọng, mà tính lý nó hay vô cùng. Và khi đi theo con đường này thì rõ ràng vì con đang đi theo con đường này, cho nên con mới cứu mạng được những người mà bệnh tử cả. Nãy giờ thầy nghe bên đạo con nghe được không? Còn bên đạo của thầy nó có một cái lạ vô cùng là Đức Phật dạy không sống sanh mà không dạy ăn gì phá huệ. Vậy thì ăn cái gì cũng giống như là sát sanh vậy, ăn gì cũng chết. Vậy ta thấy hai cái tôn giáo lớn ở Việt Nam bây giờ đang đấu. Bên đạo Phật thì chia ra hai phe, Nam Tông, Bắc Tông, là Đức Phật không dạy cái gì. Còn bên Thiên Chúa thì dạy rõ ràng, nhưng mà con người dẹp đi cái luật của Chúa mà ăn động vật, và cho rằng Chúa làm phép lạ bánh cá cứ ăn tới luôn rồi chết luôn. Cha thấy không? Khi chúng con nói với cha với thầy như vậy là cha với thầy ở nhà cứ bình tâm, vì chúng con đưa tất cả những người này trở về với cái thức ăn mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người là cây cỏ, tự động cái cơ thể họ nó chuyển quá này. Nó theo nhịp tới ngày nó tự động là bệnh nó xóa tan liền, và không có việc gì Chúa không làm được nếu trở về với luật của thiên đình. Vậy cha với thầy là yên tâm rồi phải không nè? Đó là con nói về mặt thiên liêng. Bây giờ nói về mặt đạo đức. Thì thưa cha và thầy, ở trên trần gian này phải cần sống đạo đức, chứ không phải là cần tiền, cần giàu, cần chức vụ. Cần một con người có đạo đức, nhân chi sơ tính mạng thiện là đủ. Vậy khi những người bệnh trở về đây, chúng con đưa người ta đến một cái tinh thần đạo đức tiền đó là ăn cây cỏ mà sống, thì đương nhiên ta không còn sát sanh, ta không còn giết chóc. Mà trong trời đất vũ trụ này, động vật, con người và cây cỏ đó là một đại gia đình của Thiên Chúa. Con động vật nó có cách thờ Chúa của nó, cây cỏ nó có cách thờ Chúa của nó, con người có cách thờ Chúa của nó. Bằng chứng là Thánh Phaolô nói rất là rõ, mọi vật đều ngóng ngóng đợi chờ ngày Chúa cứu độ. Cha công nhận cho ta. Mọi vật có nghĩa là con người, động vật, cây cỏ, tất cả đều ngóng ngóng đợi chờ ngày Chúa cứu độ. Vậy thì cây cỏ nó cũng đợi, nhưng mà Chúa bảo là phải đi khắp tứ phương loan báo tin mừng cho mọi loài họ tạo. Bây giờ đối với con người thì mình loan báo cho họ rằng là anh phải ăn cây cỏ mà giống, đó là loan báo tin mừng. Đối với con động vật mình nói với nó rằng anh không phải là thức ăn của tôi, từ nay trở đi tôi không ăn anh nữa, có nghĩa là tôi đang loan báo lời Chúa cho. Đối với cây cỏ mình trồng, mình tưới nó, mình hái trái nó ăn, nó mừng vô cùng. Còn mình, nó ra trái mà mình không ăn nó thú quá rồi nè. Khi nó ra trái, một cái trái trên cây nó thơm phức luôn, vậy mà không ai ăn cả. Còn nhìn vô cái con lợn đó, nó hôi rình mà đang tìm cách cắt cỏ ra ăn thịt nè. Con người bị mê muội. Rõ ràng Chúa ban cho mình trái cây mà hạt giống thơm ngon ngọt mát lành đủ màu sắc, nó ra trái nó khoe đầy trên ngọn cây mà mình không ăn nó, mình chê nó, vì mình ăn cái động vật mình quen rồi, mình quen rồi, và cái lẽ sống đó mình không bỏ được. Đến ngày nay mình bệnh mình mới bỏ. Mình bệnh mình bỏ là chẳng qua không phải mình bỏ nó mà nó bỏ mình. Cơ thể mình nó đang phạt mình, không cho mình ăn nữa. Cơ thể mình giờ thấy ăn vô là đau quá, mà không ăn là không ăn.
Vậy thì tụi con đang nói về cái mặt đạo đức đó. Khi chúng ta trở về với một cái mặt là ăn cây cỏ mang giống, thì bản thân những người bệnh bắt đầu trở lời sợ đời và không phạm tội và không phạm đến Chúa Thánh Thần. Phạm đến Chúa Thánh Thần là chỗ giết chóc bận vật, đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, mà tội đó là tội không được tha, còn tội gì cũng được tha, mà tội phạm đến Thánh Thần là tội không được tha. Bởi vì anh không chấp nhận lời dạy của Chúa Thánh Thần là ăn trái cây mang hạt giống. Về sau này tụi con sẽ giải thích thêm chỗ đó, nhưng mà giờ mình không đủ giờ. Bây giờ tụi con nói tiếp một cái chuyện kế tiếp là chuyện đạo đức rồi, bây giờ nói về cái thuốc trị. Bây giờ một trong những loại thuốc mà trị ra bệnh ung thư này, bệnh nan y này là tụi con dùng cháo nano. Thì cái cháo nano này khi mà tụi con nấu cháo này là tụi con làm sao tụi con giữ lại cái mồ hôi đó. Khi mà mình bỏ gạo vô xong mình nấu, nó sôi ầm ầm, nó sôi ba đầu chuyển động thì bắt đầu là cái hơi nó ung lên, đi mất tiêu. Đó nè, vậy thì khi mà cái hơi mà nó bay lên đó, cái hơi đó chính là thuốc. Cái hơi đó chỗ nó là cái tinh bột của hột lúa, của hột gạo. Và chính cái hơi đó chính là thuốc để chữa trị ung thư. Vậy thì khi ta nấu cháo, ta đẩy cái nắp son lại, ta hé hé ra cho nó đừng có trào thôi, thì cho nó xì hơi chiếc vậy mà nó không trào ra. Thì khi mà cái hột gạo mà nó nở ra, nó nở banh chành ra là nó bay hơn, bốc hơi lên. Thì khi nó bốc hơi lên cái nắp dung á, nó đọng nước lại, thì chúng ta dở cái nắp dung ra, nước nó nhiễu ra xuống. Cái nước đó chính là thuốc trị ung thư, trị các loại bệnh nan y. Mấy ai nhận ra được cái chỗ đó là thuốc trị ung thư? Rồi khi mà chúng ta nấu cháo nó lỏng rồi, thì cái thuốc đó đó, cái mồ hôi đó là thuốc trị ung thư, thì nó đọng lại trong cháo. Thì khi ta ăn cái cháo nó vào thì trong cháo nó có dinh dưỡng và có thuốc. Cái cháo nó giờ đây khi ta ăn, nó rút vào cơ thể ta liền. Còn cái nước đó khi ta ăn vào, nó là thuốc để đẩy hết tất cả những chất độc trong người ta, gọi là tiêu diệt tất cả những cái con vi trùng ở trong máu. Và cái dòng máu của ta mỗi ngày nó mỗi chuyển hóa, mỗi ngày nó mỗi thay cũ đổi mới, thay cũ đổi mới. Ngày nó cứ nạp động vật vô thì dòng máu ta không bao giờ sạch được. Mà không sạch thì không bao giờ ta hết được. Vậy thì khi ta ăn cái cháo nano đó vào, thì tự khắc là cái dòng máu ta nó sẽ hấp thụ được cái cháo nano đó. Thuốc đó là tiêu diệt cái con vi trùng. Còn cái cháo đó là làm cho ta có dinh dưỡng, sản sinh ra những loại máu nữa. Đó là một hình thức chữa trị nan y. Hình thức thứ hai là chúng con dùng thuốc núi để chúng con tẩy oxy hóa cái căn bệnh ngay đó. Hình thức thứ ba là chúng con sẽ dùng những loại thuốc đồng bằng để an thần cho họ là xong, tới ngày về thôi. Đó là cái cách chữa trị là như vậy chứ. Bên cạnh đó hồi nãy con đang nói về cái chuyện đạo đức và cái chuyện thiên định, đó là mình phải cầu nguyện và mình phải đi theo con đường đó. Đi theo cái con đường là không ăn động vật và trở về với cái loại thuốc này, thì đương nhiên con người ta dần bước sẽ chuyển hóa ngay. Ha. Rồi chuyện cuối cùng là mình nói về chuyện làm giấy. Đó là nãy giờ con nói là cho cha với thầy là mình tâm ha. Vì khi cha nói như vậy thì rõ ràng là các bệnh nhân mình biết là mình ăn sai rồi, phải không? Mình ăn sai mình mới ra nông nổi này. Chứ nếu mình ăn đúng thì ngày hôm nay mình đâu có đi vậy. Nói như vậy cha nói vậy là ông Trang Vinh không có bị bệnh sao? Cha chưa bệnh hết. Rồi một ngày mai này cha sẽ bệnh. Vì cha không tài hơn những con người này. Cha còn nhận với con không? Vì cha có ăn cùng một thức ăn với họ mà. Mà trong khi đó cơ thể mình không được nạp nó, vì nó không phải là thức ăn nào luôn. Mà cha ăn nó thì ngày hôm nay cha còn khỏe, cha lướt được. Nhưng ngày mai này cha lướt không được thì chắc chắn cha sẽ phải bị như những người này. Và ngày hôm nay các cha, các linh mục, các tu sĩ bên Phật giáo, của giáo Định Đại là do bởi ăn sai thức ăn đó. Còn nhiều cách để trả lời đến cha, nhưng mà mình không đủ thời gian để mình trả lời hết. Như vậy thì chúng con nói với cha, với thầy và với tất cả mọi người nhân, mình đã sai đường nha. Mình đã sai đường nên mình mới ra bệnh tật như vậy nha. Và ngày hôm nay tụi con đã làm được cái điều này, cách đây là 4 tháng trời chữa ung thư thì ra 20 ca rồi. Ra 20 ca nan y rồi, mà trong đó có con cái của cha đó, chứ không phải người lạ đâu nha. Con cái của cha sắp ra 3-4 ca đây nha. Đó, mà chúng con đi con đường đó. Mà nãy giờ chúng con đi con đường đó, chúng con lập luận từ bên đạo Phật cho bên đạo Chúa, lập luận trở về cái cội nguồn là tất cả đi sai đường.
Mà bây giờ đạo Công giáo người ta có 21 thế kỷ, đạo Phật 26 thế kỷ, người ta thường mà nít mới nở nên mua chưa sạch, anh nói ta sai, túm cổ anh phải rồi. Không sao, không sao. Giống như nãy ta nói Galileo biết cái điều đó đúng đó, nhưng mà khi vô vàng quả thiêu ông nói sai, mà ra khỏi vàng quả thiêu nó đúng. Cho công nhận không? Vậy thì Nguyễn Văn Tư biết cái điều đó đúng, nói đúng, biết điều đó sai, nói sai. Giờ anh nhốt luôn thì cứ nhốt, không sao. Nhưng mà khi anh đóng cái con đường này, Chúa mở cửa khác. Tại vì sao? Tại vì mình trở về thức ăn mà Thiên Chúa ăn bài thì tự động Chúa sẽ mở cái mỏng khác ra cho con đi được. Cha công nhận chỗ này không? Cuối cùng chúng con trình bày với cha với thầy như vậy để mình thấy được là cái đường đi của mình đúng hay sai, tốt hay xấu, thì cái điều con nói không phải là cái điều mà cha cho là đúng, thầy cho là đúng, hay cha cho là sai thì cho là sai, không quan trọng. Nhưng nếu có thời gian thì cha và thầy cũng nên suy gẫm chút, con này ổng nói như vậy mà đúng hay sao, mà ổng nói như vậy mà ổng trị hết ung thư, vậy thì ổng đúng hay sao? Vậy thì những người cho là đúng sao họ không trị được ung thư? Khoa học thế giới cho là đúng sao họ không trị được? Là bởi vì họ đi sai con đường này cho nên họ không trị được. Trật một ly là đi luôn một chặng này, đi luôn 21 thế kỷ đi, nên đi trở lại không được. Bên đạo Phật đi 26 thế kỷ, bên đạo Chúa đi 21 thế kỷ, bây giờ cuối cùng thì đổ thừa. Bây giờ người Công giáo bệnh chết rồi, bệnh đang nghi chết rồi, thì tại vì khi Chúa thương rồi con về. Còn bên đạo Phật là tại vì thôi thì bây giờ là tới giờ là con phải giảng sanh thôi, con phải đi thôi, chứ giờ biết làm sao nói vậy. Còn bên khoa học thì nó bệnh này bệnh quá ác chứ không được chết. Còn bên Chúa thì Chúa gọi về, bên Phật thì đi giảng sanh con á, còn siêu còn độ. Vậy thì bây giờ chùa cái ông này ông thư gan, ông thư phổi, ông này ông thư phổi, mà nếu tụi con không trị là Chúa gọi nó đi đó. Mà nếu tụi con trị được thì chỗ Chúa gọi này sao đây? Con chưa về, con chưa về. Con không về, con không về ha. Con chưa về. Đó, cha thấy ngay chỗ này nó nói nha. Vậy thì bây giờ ví dụ như ông này bị ung thư gan, mà nếu ở nhà thì khi ông chết là cha nói là Chúa gọi con về. Mà khi ông đến đây con trị ông sống thì cha nói sao cái câu đó đây? Thì đấy, con chưa về, Rõ nè, ngay cái chỗ này cho nên hồi nãy con nói với cha với thầy, cái điều con nói không mong cha và thầy nói đúng, mà cha và thầy nói sai không sao, mà cha và thầy nói đúng con không mong, bởi vì cha và thầy nói con đúng chưa hẳn là con đúng, mà cha và thầy nói con sai cũng không hẳn là con sai. Quan trọng là cha và sư thầy hãy về nghiệm lại coi cái điều con nói có phần nào có lý không, chứ còn cha và thầy quyết định con nói sai không hẳn là con sai, mà quyết định cho con nói đúng cũng không hẳn là con đúng. Điều quan trọng là hãy nhìn thấy cái gì con đang làm là cứu chữa tất cả những người ung thư lành tính, ác tính trở thành lành tính qua con đường này. Cha con nhận không? Hãy nhìn thấy cái việc làm quan trọng hơn cái kết luận của cha và thầy nói con đúng hay nói con sai. Vì cha có nói con sai không hẳn là con sai, mà cha có nói con đúng chưa chắc là con đúng. Vậy cha và thầy hãy nhìn cái việc của tụi con đang cứu mạng và từ ác tính trở thành lành tính, rồi cha và thầy hãy suy gẫm lời nói đó. Và không cần phải tuyên bố với ai ông nói đúng hay ông nói sai, nhưng mà trong lòng tao đúng thiệt, vì đúng nó mới cứu được hơn nè. Nhưng mà không nói ra, vì nói ra rồi là cha với thầy chịu không nổi, quýnh hội đồng không. Còn con bị quýnh hội đồng năm nay, năm nay con biết rồi, cho nên mình bị quýnh quen rồi, hết sợ rồi ha. Đó là cái đường hướng như vậy nha. Bây giờ tất cả những người bệnh ở đây, khi đã vào đây chữa bệnh rồi phải theo phác đồ nha, không được trật một ly nha. Tất cả các lương y đây nói gì mình làm theo đấy, thì tự động mình chuyển hóa. Còn nếu mà mình cứ cãi tới cãi luôn chuyển được, ngay giờ này cho đến ngày mình được ký xác nhận ra về, thì các lương y nói gì mình nghe đấy. Rồi khi mình ra khỏi cổng này rồi, muốn làm gì làm, tao không có ăn gì cũng được, làm gì cũng được, làm không ai cách gì. Mà hãy bước vô trong cổng này rồi thì không được làm trái lệnh, vì làm trái lệnh là không hết bệnh, không nè, làm trái lệnh là bệnh không hết. Và phải làm đúng cái lệnh ở trong này để mình được cứu sống nha. Vì ở đây cha đã cứu quá nhiều mạng người rồi thì không cần phải nói thêm nhiều nha. Nếu mà muốn coi rõ thì cứ lên mạng mà nghe. Từ cái cha cũng có từng tâm sự với cha Quân như đây rồi, thế nào cứ việc lên mạng nghe là sẽ hiểu ngay nha. Điểm thứ hai, khi đi vào đây khám bệnh thì có một cái đơn gọi là đơn xin khám chữa bệnh miễn phí, tức là chữa bệnh
cái đơn quan trọng lắm. Bởi vì á, là nếu mà ngày hôm nay mà các con mà nghe lời các cha, các sư thầy thì dạ hai cái đơn này. Cho nên tục ngữ ca dao có câu là lưỡi không xương nhiều đường lát lét, miệng không dằn méo mó tứ tung. Đúng nè. Thí dụ như con làm đơn con xin khám chữa bệnh không tốn tiền. Ở đây khám chữa bệnh cho tụi con không lấy tiền. Nhưng mà nếu tụi con á mà không làm giấy, ngày mai này tụi con hết bệnh rồi tụi con đổ thừa, cha tường cũng không lấy tiền, mỗi lúc bệnh 5 triệu, ai nghe ta đổ. Rồi sư thầy ổng nói dẫn tôi đi, ổng không có gì đâu mà tôi hết bệnh ổng nói phải trả 50 triệu. Sư thầy chịu nổi không? Rồi cha huynh cũng vậy, ổng nói bây giờ tao dẫn 3 đứa đi hết bệnh rồi khoảng 150 triệu, 3 đứa sang 150 đến 300 triệu, thì cha nghe nổi. Thắng nè, họ nói ngược lại cha nghe không nổi liền. Mà cũng để tránh đi tình trạng là mọi người nói ngược nhau, cho nên phải làm cái đơn khám bệnh và đơn xin khám chữa bệnh, tức là đơn xin cam kết là chết không được thư kiện nha. Mà cha, hai cái đơn này là theo con nghĩ thời gian cũng chục hết, vì cha chữa bệnh cho con mà phải làm đơn như vậy cha thấy kỳ quá thì thôi. Đã mình chữa bệnh cho con mình chết thì đem về chôn con mà khỏe về vui vẻ con, mà nó đâu có chịu cha. Thế công nhận không? Nó nói là cha ơi, vợ con còn sống khỏe quá mà cha đi đưa đi đến chỗ nào vậy vợ con chết không? Thầy ơi, chồng con khỏe quá mà thầy đưa đến chỗ nào vậy chồng con chết rồi, thầy phải đi ở tù. Nói thầy đền chồng của con. Trong khi tất cả mọi người cùng nhau chữa bệnh mà khi chết nó thương. Sống rồi nó cười, lấy tiền rồi nó chửi, chết nó thương. Cha nghĩ thế giới này rối vậy. Mà tại sao nó rối? Là bởi vì tất cả bỏ qua cái luật thiên định, lấy cái luật nhân định là căn động vật và buôn bán đổ chát. Cho nên giờ đây cái chuyện mà làm gì với nhau, cha với con mà phải làm giấy này. Chúa ơi nó quê vô cùng nhưng phải làm con ơi. Tuy rằng nó quê thiệt nhưng phải làm, bởi vì không biết lòng được. Cho nên con mong rằng những lời con nói đây, tuy rằng nó nhỏ thiệt nhưng mà ngày sau này nó lớn. Nó lớn để thấy được cha ổng tận tâm tận lực trị bệnh cho mình, cha huynh tận tâm dẫn mình đi, sư thầy tận lực dở chở mình đi. Tại sao mình chết mình không vui lòng mà mình hứa lòng? Cha không vậy không? Nhưng mà ngày hôm nay phải ráng làm cái giấy này. Mà hiện nay 196 quốc gia như vậy nè. Rồi hỏi chứ Chúa ở đâu? Phật ở đâu? Tại sao thờ Chúa mà phải làm giấy như vậy, sợ thương kiện lẫn nhau? Tại sao thờ Phật từ bi hỷ xã mà thương kiện lẫn nhau? Tại sao Chúa yêu thương cho không mà thương kiện lẫn nhau? Khổ vô cùng. Cho nên con mong rằng ngày mai không có hai cái giấy này nữa. Dạ. Con tự tin là ngày mai này sẽ không còn hai cái giấy này nữa. Nha. Nhưng vậy thì bây giờ, ngay bây giờ mình chưa tự tin thì xin mời cha, thầy và mọi người ký vô. Nhá. Rồi. À, bây giờ ký. Đứng dậy. Đi vô. Cái này để người mình nào qua đây không? Người bệnh ký vô, người bệnh ký vô rồi. Mình giá 4% 4% này tìm cách mướn phòng nha. Tìm cách mướn phòng để ở, để điều trị cho nó. Hoàn tất cái chương trình này mình về. Chỉ cho con, chỉ cho con biết. Rồi đây là 4 cái đơn nha thầy cha. Đây là 4 cái đơn của cha, 3 đơn của sư thầy, 1 đơn là 4 cái đơn xin chữa bệnh miễn phí mà không tốn tiền nữa nha. Xong 4 cái đơn này rồi.
ký sao đi ha. Để mất giờ mình tra với em, ký mình tra ký ha, cái thầy mình ký sao. Rồi, thanh tra ha, bây giờ tụi con đã ký xác nhận hết rồi. Để bây giờ mình cứ theo tư thế này, lát nữa là khi vô phòng khám á thì các chị Lương Nghi này ký thôi, các chị Lương Nghi ký giờ này trong khi nói chuyện. Các thầy Lương Nghi ký giờ này, chị truyền tay nha, ký đó là. Như vậy thưa cha và thưa thầy và thưa tất cả mọi người, chúng ta đã làm cái cuộc nhận bệnh đến đây là chúng ta đã hoàn thành cái bước 1 ở bước nhận bệnh. Thì bước 2 là bước chữa trị. Thì tất cả các bệnh nhân phải nghe theo lời của lương y bác sĩ. Khi nào các lương y bác sĩ này kêu gọi mình làm gì thì mình làm đó. Mình không có suy nghĩ nha. Tại vì cái bệnh của mình là mình hãy nhớ ở nhà đó là bệnh tử. Thì mình nhớ là mình đã chết đi. Bây giờ mình cứ dâng lời để mình được sống nha. Dâng lời để nó cứu chữa mình nha. Ở đây chúng con hiện nay là chúng con đang có hai mấy gần 30 ca bệnh thôi. Nhưng mà Chủ nhật này chúng con ra 6-7 ca. Rồi có thể là đầu tháng 10 cũng phải ra là 7-8 ca. 7-8 ca ung thư thì cũng còn lại chục mười mấy ca. Thì nhưng mà thưa cha mà chữa trị kiểu này không bền. Thì mỗi ngày mỗi gánh giác như vậy cho biết chất giả dữ lắm chứ. Mỗi ngày mỗi gánh giác như vậy. Thì cha biết là tụi con là mỗi ngày đều mỗi có bệnh nhân tới như vậy thì đó là một cái gánh nằm trên vai, mình liền một cái gánh lên trên vai. Ví dụ như hôm nay cha và thầy về rồi khỏe rồi đó, còn được nghe cái cách chữa trị ở đây là bình yên rồi đó, nhưng mà tụi con phải gánh. Nhiều khi hàng đêm tụi con 12 giờ đêm tụi con phải đi xong đi hỏi hay đi đâu cái áp gì đó, con họ cũng nghe được không, họ có cái câu đầu tiên trên miệng của tụi con là ăn được không, ngủ được không, ỉa được không, đái được không, tất cả những thứ này phải hỏi rõ và bệnh nhân phải khai cho rõ gì những thứ này mà không được rồi chút beo. Cho nên những thứ này tốt cái đã, họ bắt đầu phút men mà nếu họ ăn không được phải làm cho họ ăn được, ngủ không được phải làm cho họ ngủ được, ỉa không được phải làm cho họ ỉa được, đái được phải làm cho họ đái được. Cho thấy dứt giải vô cùng. Mà cái bệnh ung thư này nó di căn không, nhiều khi nó di căn qua gan, di căn qua thận, di căn qua lách, di căn qua não, qua xương, đủ kiểu hết trơn. Ví dụ như hôm nay nó di căn qua gan trị xong rồi ngày mai lên não, hết não vô xương, hoặc là đang trị vậy ta biết, hoặc là đang trị vậy hoặc là nó là huyết khối, giống như con này bị huyết khối vậy đó. Họ cho thấy nó khó khăn dữ lắm. Nhưng mà chúng con nói vậy không phải là để ngán ngẩm cha, nhưng mà nói vậy là để cha với thầy cầu nguyện thêm cho tụi con nha. Vì hôm nay cha về, thầy về rồi thì gánh nặng này tụi con sẽ gánh tiếp nha. Rồi đến một ngày nào đó hết bệnh thì tụi con gửi lại cho cha với thầy nha. Rồi tụi con lại tiếp tục gánh nữa. Cuộc đời cứ gánh mãi, gánh mãi không ngừng, mà gánh trên tinh thần yêu thương và cho đông. Chứ không phải gánh lấy xuông nào, gánh trên tinh thần yêu thương và cho thấy. Cầu nguyện cho tụi con nha cha, nghe thầy ha, cầu nguyện cho tụi con nhiều nha. Con xin cha có với thầy có ban muốn từ cho tụi con mỗi người ban chút. Cảm ơn cha. Con xin được nói chuyện cho các bệnh nhân là cảm ơn cha về các hội chuẩn của chúng ta, là bác sĩ đây. Đây là một cái
một cái sự hy vọng rất là lớn lao về cuộc sống của mỗi người chúng ta đều phải hy vọng, dù là người khỏe hay người đau, cách mà mỗi người có một cái cấp độ hy vọng khác nhau. Thì chẳng biết là chúng ta hy vọng, tin tưởng vào Đức Kitô và Thiên Chúa sẽ cho chúng ta là đấng cứu độ chúng ta, thì tất cả những bệnh nhân này thì còn hy vọng còn đấng nào hơn rất nhiều lần. Mà hôm nay con cũng cố gắng thân chinh đến đây cùng với các bệnh nhân đây để gửi gắm cho cha cũng như là ban hội chuẩn của cha để giúp đỡ cho các bệnh nhân. Con hay là cảm ơn cha. Hôm nay thì tổ mẫu thì đã đến nơi đây, có nghĩa là thầy xin cảm ơn, có nghĩa là vì cha, vì đã đỡ tất cả những hàng, có nghĩa là đệ tử một bệnh một vài, có nghĩa là không thể nào, có nghĩa là gọi là chữa trị được. Thì thầy có nghĩa là chân thành cảm ơn cha và ban bố trong các đứa hàng đệ tử, có nghĩa là chữa trị cho nghĩa là thành đạt và được ý nguyện, có nghĩa là hết bệnh về nương, về cha và mẹ, vì tất cả vì anh em trong gia đình. Thì thầy chân thành cảm ơn, rất là cảm ơn, có nghĩa là cảm ơn rất nhiều. Yêu cầu hết bệnh là có nghĩa là thầy rất là vui vẻ và thầy chân thành cảm ơn cha rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Tôi cũng nói rõ luôn cha. Tụi con ở đây là những người cố gắng chữa trị hết mình. Đôi khi những căn bệnh mà đến đây trễ quá là tụi con vẫn không đủ thời gian để chữa trị. Có khi chữa trị họ không khỏi. Cho nên tụi con vẫn hiểu là cái mong ước của người cha, người mẹ, người anh, người em của bệnh nhân đó là mong ước họ được khỏi bệnh. Chúng con hiểu được điều đó dữ lắm. Và chúng con cũng cản trở cái sự chết của họ hết cả. Nhưng mà nếu chúng con cản trở không kịp nữa thì chúng con cũng phải đành bỏ tay, đôi lúc cũng phải đành bỏ tay. Cho nên nhiều khi mà chữa mà hết bệnh thì quá vui, mà nếu chữa không hết bệnh cũng vui luôn nữa chứ. Hết người đó mà chết rồi tức là họ hết bệnh luôn rồi, họ không còn bệnh nữa không nè, chết luôn rồi đó, coi như là họ hết bệnh mãi mãi, những gì cũng không còn bệnh gì nữa, dù là ngứa cái cũng có luôn vì sao chết rồi. Mà để trả lời với cha, với thầy và mọi người là như vậy, chúng con sẽ cố gắng chữa trị hết mình, nhưng cũng phải tin tưởng vào Thượng Đế, vào Chúa. Nếu mà Chúa không muốn thì tụi con cũng không làm việc. Nếu mà Phật cũng gia hộ thì tụi con có ba đầu sáu tay cũng không làm việc. Giống như hôm rồi tụi con chữa có trị một ca, mình không nghĩ cha gì hết, mà tự nhiên là nó mệt xuống sức trong vòng 2 tiếng 1 chứ không có bị gì hết. Tự nhiên nó thở nhẹ, chứ không làm cách nào mà thở lên được. Tiếp hơi oxy là uống kiểu đó nhưng mà không được. Cuối cùng là tự họ chết, mình không làm sao họ sống được. Mình thấy họ đang khỏe nói chuyện, mình đang nói chuyện bình thường, nhưng mà tiếng hồn sao là nó không mệt. Mà là tự biết cái bệnh này nó gì, bệnh nó lớn quá, mình thấy là nó cuốn như cuốn chiếu vậy đó. Vì thế tụi con chữa hết mình, nhưng mà mình cũng phải tin tưởng vào phận số của mỗi người, do Thiên Chúa an bài, do Đức Phật gia hộ nên thầy ha. Cuối cùng chúng con chúc cha và thầy và mọi người được bình an mạnh khỏe nhé. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Chúng ta đứng lên đọc kinh. Như anh cha và con là sáng danh của Chúa cha và con như là có đứa cuối cùng và bây giờ và có ngày chúng con hãy vì danh Chúa nhân từ hàng xe thay mặt Đức Chúa Trời sáng nay như vậy luôn cùng nhân cha và con và Thánh Thần. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường.
cho tôi ly rượu thắm chan hòa.